cây này sao đo quạnh. Ở đây có một cây quế to đùng. Liêm đo quạnh cái liêm. Đo hết được 3 tháng à? Thì đo xác chứ. Nó gặp luôn một bụi mà. Nó là kêu khóm. Đo nó được nhiêu quạnh? Quạnh 3 thân. 91. Mấy? 91. 91 có không quý vị? 3 thân. 9 đất 1 mà 3 thân. Này chân cành nó tròn đều hơn. Quay dính vào tú luôn à. Tú xích ra cho cứ đứng ngoài coi. Con gái à. Tặng cái bạn đó rồi. Khoảng 4 mét. 4 mét thôi bác lại. Tầm tầm đó có 4 mét không? 4 mét à, lấy đồ không luôn. Cái này cái thằng dù gì. Đẹp quá chứ. Cái này nó bơm cát lên. Nó bơm cát hả ba? Dạ, gốc nó sâu lắm á. Giờ rễ nó bò đâu ra tới. Cái gốc này đó có nó một thân hay là nó một chùm? Ở dưới góc rồi xong tự nhiên nó tỉa. Ừ, vậy là nó một cốt rồi ở dưới không? Nó lên nó tỉa ra ba thân như vậy. Nói về trồng con cây một hả? À? Nó lên đều 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 đều. Hai cây mà chết hơn cây. Trồng nó lên cây này. Không, ý là nói cây này trồng có một cây thôi nó lên. Thì một thân đó nhưng mà nó lên nó trẻ ra nè. Cây này bông thơm đúng không quý vị? Lá quăng, lá nhỏ đó quý vị. Cái tàn này là nó mát hết cái sân luôn đó. Nó chôn sâu lắm quý vị. Cái này ví dụ bằng thân. Thân này ở dưới là một thân đúng không? Một cốt ở dưới. Cái này nè. Cái này đào chắc cũng mệt lắm à. Cái này đào lên núi rồi. Có bên kia. Cốt dưới mà nó giụm vậy đó. Chứ không phải là ba cây đâu. Đào cha ổng đào lên rồi. Ông lắp lại hả? Ổng môi cái dành ra coi gốc á. Rễ cám quá chừng luôn nè. Chào. Vậy đang lên rồi. Rễ nó mọc ra nữa. Điều, cái này hết, điều. Một con hấm con nhỏ nhỏ bên này quá trời luôn. Ừ. Rồi mình quay một đoạn clip ngắn nha quý anh chị nào có nhu cầu giao lưu với người Quế này liên hệ với Kiển Phước Vinh nha quý anh chị. Số điện thoại mình sẽ để dưới tiêu đề đó. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị ở clip sau. Tạm biệt quý anh chị.